Hiện nay, tỉnh Con Tum có 188 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng hơn 4% so với năm 2022. Trong đó, tỷ lệ các trường bậc tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên 70%, bậc mầm non gần 45% và bậc trung học phổ thông khoảng 50%. Từ nay đến cuối năm, tỉnh Con Tung phấn đấu tăng thêm số trường đạt chuẩn quốc gia. Cụ thể, đối với các trường bậc mầm non, phấn đấu tăng 1,6% số trường đạt chuẩn quốc gia. Bậc tiểu học, phần đấu tăng thêm 1,5%, bậc trung học phổ thông và trung học cơ sở phần đấu tăng gần 3%. Đảm bảo triển khai hiệu quả mục tiêu này, ngay từ đầu năm học, Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ nguồn ngân sách cho các huyện, thành phố, ngành giáo dục và đào tạo nhằm đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai công tác dạy và học đối với chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục ưu tiên thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số đồng thời tuyển dụng bổ sung thêm giáo viên cho các trường